về anh em ơi. Rồi để anh em đợi lâu thì đợt này mình về tép lại rồi nha. Tép xanh lục rim, tép sô cô la, tép. Còi hai đuôi Nemo. Đó, Nemo hai đuôi Galaxy luôn. Nè có mấy con chưa lên chấm Galaxy rồi nha. Hàng độc hàng hiếm luôn. Lên full màu 100%, size đẹp, size lớn. Tính tính để chung quay mà sợ nó cắn đứt đuôi quá, cái này hai đuôi thì nó tét ra nó khó lành lắm. Quay kiểu này cho nó đỡ cắn. À, rất đẹp luôn. Nhìn thấy chưa? Rồi tiếp theo đây là mình sẽ có một lô coi Galaxy. Đồng giá cái này với lại cái kia 150 luôn. Giá thị trường là hàng này rất cao nha, đang rất là hiếm luôn. Coi hai đuôi này. Con này có 7 Galaxy quá trời luôn. Đuôi xanh đẹp. Về anh em ơi. Rồi để anh em đợi lâu thì đợt này mình về tép lại rồi nha. Tép xanh lục rim, tép sô cô la, tép đen, tép vàng, tép really, tép fire red. Đó tép rồi nha, tí hồi lên hồ sẽ quay tép kỹ hơn. Đây sọc ngựa. Sọc ngựa vàng. Rồi hàng 7 màu thì về lại full lách. Lách này sẽ xì qua lô nha. Về lại full red thường cho anh em tập chơi. 50k cặp full red. Jumbo Santa. Coi si thu. Coi đỏ si thu. Rồi tép về luôn. Vàng xong. Vàng Đài Loan. Vàng red. Rồi bên đây là đen thui luôn. Full black luôn. Đó thấy luôn. À, đen nha. Bên đây là lưu rim. Tép xanh. Rồi là như màu tô bát bên 7 màu vậy. Đó nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là hàng sọc ngựa vàng.
thả đi xin bao đã luôn. Vâng, một tin vui cho anh em nữa là đợt này mình về một số loại đá rêu mini fit rất là đẹp luôn, rất nhiều rất nhiều. Đây demo sẵn trên hồ cho anh em xem. Ta ta đó, cái này nói chung nó là lá nước sẵn rồi, chỉ cần mình quăng vào hồ thôi. Đó, rất là xanh tươi Việt Nam nha. Ôi, quá trời đẹp luôn. Rồi chỉ từ 20k đến 30k một cặp thôi. Rồi một cục, một cặp gì một cục chứ. Cục to là 30, cục nhỏ hơn là 20. Đó, xanh lắm anh em. Hôm nay mình có trước mặt anh em đây chính là coi super short. Đó, siêu ngắn. À, form đẹp nha. Rất đẹp luôn, màu rất là sắc nét. Bây giờ anh em. Siêu ngắn, siêu ngắn. Đó, màu tươi chưa? Màu rất tươi luôn. Trời, quay như quay như bây giờ đang quay như cá Trung Quốc luôn anh em, quay như cá nhập luôn. Này là hàng siêu ngắn nha. Form rất đẹp, rất là bầu bỉnh. Đó. Rồi, 150k một cặp hàng này. Hàng tuyển rất đẹp nha, đầu đỏ đậm đậm gắt luôn. Nhìn màu rất là phê. Còn như video hôm qua mình đã báo đó thì cái hàng rẻ hơn là hàng short thì 100k một cặp. Hàng này nó ngắn không bằng. Đó. Mới thầy nước. Hàng này 100, super short này là 150. Rất đẹp luôn. Đó, những con máy ở giữa là bầu rồi. Quá đã. Trời ơi, quá bèo luôn anh em. Hàng này 150 là quá bèo. Rồi, lâu rồi mới về hàng full red thường cho anh em chơi. Đó, máy cũng bầu luôn rồi nè. Máy bầu rất nhiều nha. Rồi để anh em cứ nói là cuối tuần khuyến mãi hết trơn cá rồi. Hôm nay mình về thêm nè. Cho anh em nào mà không có thời gian đi cuối tuần đó thì qua. Mình vẫn giá vẫn khuyến mãi như là cuối tuần thôi. Chứ mấy ông tối ngày lên comment gì đâu mà cuối tuần qua không được. Đầu tuần gì thứ hai thứ ba qua cá hết trơn gì đó. Đó, mình về cá liên tục nha. Rồi full red này 50k một cặp. Khuyến mãi nhanh 100k 3 cặp. Này đó anh em ơi, hết trải nghiệm full red rồi chơi. Rồi về lại full đen luôn, full lắc. Sẵn khuyến mãi đỏ rồi, khuyến mãi đen luôn, tiếp đỏ đen luôn. Full lắc đây. Đó, đen thui. 100k 3 cặp luôn. Hàng khuyến mãi đó, 100k 3 cặp luôn. Máy bầu nhiều luôn. Dưới đây mình mới về là có Lutazani Ribong luôn. Nilo Diamond và Dumbo Santa nữa. Vâng, tiếp theo đây chúng ta có một dòng rất là mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Bob Copy. Em đoán được dòng gì chưa ạ? Tên là Lutazani Ribong. Đầu xanh rất là đậm luôn, có rip bông luôn.
rất là đẹp đúng không anh em ạ? Mình đang dùng đèn flash của điện thoại quay nha. Tại vì cái dòng này á, nếu như chúng ta không quay ánh sáng mạnh á thì sẽ không thấy cái đầu xanh của nó. Hàng này là hầu như là không có trên thị trường luôn nha anh em. Là Lutazani Reebok. Rất đẹp mắt. Đó, bỏ xa ánh đèn đường xanh nè. Rồi, đợt đầu tiên này lên mình khuyến mãi nhanh cho nó bay nhanh luôn. 150 một cặp. Hàng hiếm trên thị trường nha, hiếm có khó tìm luôn. Đến thèn tiếp sau đây mình sẽ đến với một gương mặt đã rất lâu rồi mới xuất hiện trở lại. Đó, Dumbo Santa nha anh em. Dumbo Santa. Đó, màu ông già Noel đó, trắng và đỏ là màu chủ đạo của dòng này. Rất là sang trọng và dễ thương. Này sẽ được bán với giá là 80k một cặp nha anh em. Rồi tiếp theo đây dòng mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là dòng lấy nét cái con nào là Blue Diamond. Bữa giờ trời mưa quá, anh em nào mà đợi hóng Blue Diamond thì có rồi nha, nên là mai em sẽ ship hàng luôn. Đó, Blue Diamond xanh xanh tím tím. Rồi, rất là đẹp nha. Mình đang dùng đèn flash điện thoại để quay cho nó rõ, tại bây giờ đang buổi tối anh em ơi. 80k một cặp nha anh em, 200k ba cặp, giá vẫn giữ khuyến mãi như đợt trước. Mà size đợt này có thể là lớn hơn nữa. Anh em nào đang đợi hàng này thì mai mình ship cho nha. Thì mình sẽ nhắc lại là hóa đơn trên 500k là mình sẽ ship toàn quốc, riêng đối với các khu vực miền Tây và khu vực Bà Rịa Vũng Tàu hoặc là bến xe Biên Hòa, bến xe Bình Phước, xe Thành Công, mình sẽ nhận ship những hóa đơn chỉ từ 200k mình đã ship rồi. Thì tất cả các ship á, đi tỉnh á, thì anh em chuyển khoản trước cho mình. Đó, chỉ có vậy thôi. Cá thì bên mình sẽ bảo hành 100% đến tay anh em, bảo hành 100% sống. À, có trục chặt gì đó thì bên mình sẽ hoàn đầy đủ lại cho anh em hết. Đó là vậy. Mà còn gửi xe Phương Trang á, trên cái bill á, trên cái hóa đơn người ta ghi là cá chết không khiếu nại á, là cái đó là thỏa thuận của mình với Phương Trang thôi, chứ không phải là mình ghi là cá chết không khiếu nại là các bạn không thể được khiếu nại. Đó, nhiều bạn nhầm lẫn như vậy. Cá chết không khiếu nại là nhà xe Phương Trang yêu cầu mình ghi những thông tin đó vào. Cho nên đôi khi mà một số anh em nhận hàng rồi sau kêu nói gì sao bảo hành mà ghi cái chết không khiếu nại là sao, thì đó là như vậy, nhầm lẫn một xíu thôi. Rồi xong luôn đây mình nha anh em. Kế tiếp là dòng cũng rất là mới và hot nữa, đó chính là dòng Sifu. Rồi tiếp theo đây là Full Dress Polo. Cả trống và mái đều tia rất là dày và đều, những con tia nhỏ như vậy. Giá đang sale còn 400k một cặp.
ít tia á. Thì hiện tại chỉ còn có khoảng 2 cặp ít tia rồi, còn nhiều là full tia hết. Rồi tiếp theo đây là Dumbo Red Tie Ribbon. Tay bơ rất là to luôn. Này này giá hiện tại là 150 một cặp nha. Đó, hàng này là 150 một cặp Dumbo Red Tie Ribbon, còn hàng không ribbon của nó là 80k một cặp. Đâu rồi, không ribbon đây. Cũng là cái dòng đó luôn nhưng mà nó không ribbon. 80k một cặp. Combo 3 cặp là 200k. 80k một cặp, 200k 3 cặp. Ôi ơi. Sao đây là Tayani tè. Gom đây bạn. Đúng rồi đúng rồi. Giữ yên nha, clip này sẽ được đăng lên trên fanpage. Cao lên xíu rồi. Đó. Để to lên xíu này. Từ từ. Sáng quá hồi vậy đâu nè. Rồi gom lại đi, gom lại khác nữa. Trời ơi. Tayani tè này 100.000 một cặp nha mấy bạn. Lên lấy mét được, để lên để xuống thôi. Vậy được rồi. Đó. Đúng rồi, cắt cuối rồi xong. Ôi là cắt cuối nhiều nhiều anh coi. Rồi. Đây mày mới lên nha. Rất là đẹp luôn. Đầu xanh full đậm. 100 cao gặp. Cái này quá đẹp luôn. Cái này cái nền trắng chưa thấy được nha. Rồi đầu ở đó rất là đậm rồi nha. Để lên hình nền đen hay đẹp hơn. Rồi tiếp theo đây là Full Dress Wallow. Đó, cả trống và mái đều tia rất là dày và đều. Những con tia nhỏ như vậy. Giá đang sale còn 400k một cặp. Ít tia á. Thì hiện tại chỉ còn có khoảng 2 cặp ít tia rồi, còn nhiều là full tia hết. Thank you.
Đây dòng tiếp theo muốn cho anh em xem đó, dòng coi đỏ si thu, nó rất là đỏ luôn, đỏ hơn coi Zene luôn. Cái nguồn này si thu là chúng ta hay nhìn xuyên qua rổ đó, đó nguồn coi này rất là đẹp nha, mình sẽ đổi cho anh em xem. Tươi lắm, đỏ tươi rối rất là đẹp luôn anh em, mình sẽ coi thấy chưa, wow, lên tay bơi luôn cả anh em, lên tay bơi luôn, chống lên tay bơi luôn. Rồi hàng này 150 mình sẽ khuyến mãi đợt này 100, nói chung hàng này hàng hiếm nha, có thể là độc quyền luôn anh em. Coi đỏ si thu là khi mà nó có bầu á thì chúng ta sẽ nhìn được các con ở trong bụng nó luôn. Rồi còn phần Beta thì hôm nay mình về là gì đây, mới về hàng mới nè, có coi Galaxy anh em ơi, khó coi quá ta, để mình kiếm gì đó mình đổ cho anh em xem. Vâng, còn đây là hàng Nemo mình mới lên ngày hôm qua nè, đó rất là sung luôn, trời ơi lên candy luôn đó, mở lên kèm qua nè anh em, hôm qua mình show trong bệnh đó. Hàng này mình đang giảm giá còn 80k một con nha, 80k một con thôi. Ôi em này đẹp nha, form the body rất là đẹp luôn. Hôm nay là nhiều anh em cũng đã qua hút được vài con rồi. Đó, bé này nhiều màu sắc ghê, multicolor. Đó, con nào hôm nay rất là sung anh em ơi. Mới giờ qua mà hôm nay nó sung ghê. Kẻ banh hồ luôn. Rất dữ dằn luôn. Galaxy anh em, bổn Galaxy này rất là đẹp luôn, dày chằng chịt luôn, còn lột tiếp nha. Đó, trời ơi con này là xuất sắc luôn, quá ngon quá ngon. Trời ơi nó đẹp nha. Này lên form nó quá đẹp luôn anh em, đang lột. Có vài em ra full màu rồi. Đó, một sĩ rử một con, đồng giá luôn. Này là hàng tuyển rồi, vô là quốc thôi. Đó. Rồi. Cảm ơn anh em. Giờ mình cho anh em xem cái bài này đồng tuyết. Đồng tuyết này 60k một con. Tép mới về nè, đó tép mình lên hồ nè anh em, để sáng xíu đó, tại hồi nãy mình quay không đèn lắt, nó không rõ cả, không rõ tép. Anh em là chơi hồ nữ sinh thì qua lụm về lửa nha. Đây là tép ông Đài Loan nè, lọt sông vàng Đài Loan thì cái ánh vàng nó giống như ánh gold gì đó, còn bên đây là cũng giống nó nhưng mà cái màu này nó cái vảy trên lưng nó không có được phát quang bằng bên đây nè, anh em thấy rõ không, bên đây nè nó phát và quang lên, bên đây thì nó cũng có nhưng mà nó không bằng, không tùy con. Hàng này rẻ hơn, hàng này thì 12.000, hàng này 15.000, đèn chu vào hang anh em ơi. Bên này là tép Pirate, hàng này thì 8k một con. Đây là tép đen. Đó, full lách nè, anh em thấy không, đưa tép nó thú vị, cái này nó lột cái vỏ nè, lột liên tục. Bên đây là lung rim đó, mỗi lần nó vô nước mới là lột liên tục, quá trời vỏ luôn, lung rim đó, lên đèn rất đã.
Tép xanh là tép ta đang rất là thịnh nha, đang hiếm hàng luôn á. Nên mình đang sử dụng đây là nền ghép xanh, một bao là 450. Anh em mua lẻ là 1kg 60, bao 8kg. Tép đen à, quá trời. Nào giờ không biết con nào đen con nào là bóng luôn, cái bóng của nó có màu đen, nó có màu đen. Kia quay rồi. Đây, hàng thủy sinh ở đây có 7 màu rừng. Đó, combo 10 con 100k thả là đẹp lung linh luôn. Đẹp, muốn đẹp dữ dằn, dữ dợn hơn nữa. Đây, trời ơi, nhìn là điên luôn. Đã không em? Sọc ngựa vàng. Hàng mới. 12k một con. Đó, cái này chơi với cái này nó đồng bộ vàng luôn, vàng che luôn. Đó, chung bày với Nemo đây là Nemo này nó chưa full màu. Đó, đang lột. Thì hàng này mình đang bán với giá là khuyến mãi cho anh em chỉ có 40k một con thôi. Này về chăm lá bàn lên thì lột từ từ ra, hên xui. Đó, có con đang lột ra đậm rồi nè. À, rất tơ, sung dữ lắm. Anh em nào mà thích vận may á, chơi hàng này về lột ra lên màu đẹp lầm tiền 40.000 con. Đó, nó bọt quá trời luôn. Thôi coi, này chắc sung lắm. Này nhả bọt, trời ơi, nhả nguyên cục. Đó, thấy rồi, rồi, trời ơi, dữ dằn không? Này anh em mà không tranh thủ lụng quá, mốt nó lột tăng giá. Đó, con này tương lai không? Anh em, trời ơi, anh em nhìn các chú có ngầu không? Ôi, quá đã luôn á. Mới lên keo nha, nó chưa có kè nhiều đâu. Anh em coi sơn quát cho đỡ ghiền nha. Đó, full màu hết. Phơm gắt luôn. Quá đẹp. Nhìn mấy con này ngầu ghê á. Hai đuôi nha, đúc bồ tai. Đúc bồ tai cái vây lưng với lại cái đuôi nó nhìn nó, nhìn nó dữ dằn không. Cái thằng này ghê. Đó, 150 một con anh em ơi. Mới lên là kè sung 3 kí hết rồi. Kỹ mệt đi. Đó, con này mình thích nhất nè. Thấy màu đậm không? Kè hai bên luôn, kè qua kè lại, kè đủ cho luôn. Rồi, để phần cuối video thì mình xin nhắc đến anh em là bên mình vẫn cung cấp phụ kiện đầy đủ. Đó, cái loại phụ kiện anh em hãy đặt trên Shopee, giao hàng rất nhanh, tiện lợi và rẻ, thu code, nhận hàng, thu tiền. Đó. Rồi, hôm nay là một số hàng mới như vậy.
Còn nếu anh em nào đã theo dõi video mình thường xuyên thì có thể thấy được rằng những cái video, những cái loại mà hôm qua về có rồi mình không quay lại nữa, thời gian anh em xem. Rồi đó, anh em có thắc mắc gì hoặc muốn mình làm video về chủ đề gì thì có thể để lại phần comment phía dưới giúp mình. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Nhớ đừng quên, ai chưa subscribe bấm một cái subscribe nha. Ôi, thích con này quá.